Rồi lên hàng một bé Hibo đực nha, 5S6S gần 7S nè mọi người ơi. Bé này là ăn mạnh nè, tâm lý ổn luôn, lên gù luôn, đang kè, mới vừa lột cái đợt, còn cái đuôi ok quá luôn. Qua đào cho anh em chưng Tết đầu 4 thôi anh em ơi. Thì mọi người có muốn về chưng Tết thì cứ liên hệ Nghĩa Đào nha mọi người, 0917404994, cứ liên hệ ngay để rước một bé tâm lý ổn định. À đây mọi người nhìn cái form đi, giống như một con heo mới vừa lột thắt thì luôn, mọi người thấy không, gù nè, mỏ nè, ổn định không lỗi nha mọi người, tất cả đều không lỗi, đuôi luôn mọi người thấy không, đang kéo da chuẩn bị lột, quá ngầu luôn, một bé quá ngầu. Ồ cực kỳ Hibo đực, mọi người thấy gù không? Thì anh em chơi hàng phải không, phải lựa chọn một con hàng như thế nào tâm lý ổn định, để khi về nhà chúng ta sẽ mau được cẩm bé và thuần bé dễ dàng hơn khi những anh em nào mà mới bắt đầu chơi và chuẩn bị chơi, mới chơi. Ok anh em nào chuẩn bị chơi thì cứ liên hệ ngay Nghĩa Đào Iguna he he he, rất là tuyệt vời, mới vừa lột luôn còn khúc đuôi nha. Mấy người thấy dạng người nè, nhìn con mắt nè, ghiền chưa, mọi người thấy ghiền chưa, cực kỳ chàng gai, mọi người thấy điều không, cực kỳ là một siêu phẩm Hibo Iguna Hibo